Chụp nữa, đừng chụp nữa mà. Cậu nghe máy đi. Tống thần, tôi không biết cậu ấy có chuyện gì như vậy, tôi gọi lại cho cậu ấy nha. Sao thế? Này, cậu đang ở đâu đấy? Cậu đừng gấp, nói từ từ thôi. Gian hàng triển lãm sập rồi. Cái gì? Cậu nói gì cơ? Sân khấu sập rồi. Sân khấu sập rồi. Giờ có nhiều người bị thương lắm, người phát ngôn cũng bị thương. Khán giả nữa, cậu nhanh chóng quay trở lại đi. Tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Được rồi, tôi biết rồi. Đừng đôn đóng, giờ tôi về ngay. Tạm biệt. Cậu ấy quay trở lại ngay, cẩn thận. Không sao chứ, không sao. Có việc gấp à? Bên sân khấu xảy ra chuyện rồi. Có lẽ tôi phải về, xin lỗi nhé. Có lẽ tôi không thể lái xe giúp chị. Không đâu, chị còn choáng đầu mà. Lái xe sao được, dù sao vẫn có cách đưa mình về được, tôi gọi lái xe là xong. Được, vậy tôi đi trước nhé. Chị đi đường cẩn thận nha. Tạm biệt cậu. Alo, sếp Trần. Đúng, tôi cũng không hiểu rõ tình hình cụ thể. Bên mình đang xem xét với bên thi công. Bên bệnh viện thì đồng nghiệp bên kia cũng như vậy. Đúng vậy, tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Anh cứ yên tâm. Alo, sếp Trần, alo. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy hả? Cậu đi đâu vậy? Tổ trưởng, sao sân khấu lại sụp? Cậu hỏi tôi hỏi ai đây? Thịnh Chương, dự án này do cậu toàn quyền phụ trách mà. Giờ xảy ra sai sót, cậu bảo tôi nói với sếp như thế nào? Có phải chuyện này không phải cái gì hả? Tôi nói cho cậu biết, từ khi công ty thành lập chưa từng xảy ra sự cố nghiêm trọng như thế này. Ban nãy tôi đã xem xét với bên thi công rồi, người ta bảo toàn bộ đều thi công theo bản vẽ của cậu đó. Không có ăn bớt ăn sáng gì đâu. Hiện giờ phía nhãn hàng đang có vấn đề là do bản thiết kế của cậu có vấn đề. Vấn đề cực kỳ lớn, đã gây ra sự cố nghiêm trọng này, cậu có biết không vậy? Lại có điện thoại rồi nè. Cậu nói tôi nghe, tôi phải giải thích thế nào đây? Hả? Alo, sếp Lý. Tôi, Tiểu Dương đây, sếp Lý à. Uống ngụm nước đi, nào. Cũng không biết mai đến công ty phải làm sao đây. Hai người bên bệnh viện bị thương nhẹ, những người còn lại đều không sao. Điều quan trọng bây giờ là chân người phát ngôn bị bong gân rồi. Những lịch trình trong 3 ngày tới đều bị lỡ hết. Công ty quản lý của họ rất tức giận. Còn có rất nhiều người hâm mộ đang lên án phía tổ chức chúng ta, là bên nhãn hàng đau đầu lắm. Cho nên yêu cầu chúng ta phải có lời giải thích thỏa đáng. Điều tra rõ nguyên nhân chưa? Bên thi công nói việc xây dựng và vật liệu của họ đều tuân thủ theo phương án mà chúng ta đưa ra. Tôi đã tìm được một đội đánh giá và xét duyệt lại. Thiết kế của chúng ta quả thực là trên nặng dưới nhẹ, trọng tâm không phù hợp. Chuyện này đều do tôi. Thịnh Dương, cậu ấy chưa từng phụ trách dự án hoạt động offline, cho nên có thể sẽ thiếu kinh nghiệm. Tổ trưởng, lúc trước là do chính anh phê duyệt phương án thiết kế mà. Đúng, lúc đó tôi thấy phương án không có vấn đề. Nhưng ai biết được sẽ có nhiều fan đến thế. Các cô cậu chưa từng nghĩ đến đó. Fan lên sân khấu cùng chụp ảnh à? Chụp ảnh với fan hả? Trước đó khách từng nói sẽ có phần chụp ảnh chung với fan à? Người phát ngôn tham gia có fan đến ủng hộ có phải là chuyện rất bình thường à? Hơn nữa mới có 17 người mà sân khấu đã sụp rồi. Vậy chứng tỏ là thiết kế không hợp lý. Sếp à, thiết kế này
được tiến hành theo đúng kế hoạch. Trước đó chưa từng có ai nói là sẽ có nhiều người như thế. Chắc chắn là do phương án thi công có vấn đề. Lúc xây dựng có người theo dõi không? Tôi theo dõi. Không phát hiện ra vấn đề gì à? Vậy thì chỉ có thể trách chúng ta thôi. Thiết kế chưa suy nghĩ chu đáo. Nhưng giờ chuyện khó giải quyết nhất là phía khách hàng cứ đòi phải giải thích rõ ràng. Làm sao đây? Ra ngoài hết đi. Lão Dương, anh ở lại. Nghe nói bên nhãn hàng đã ra lệnh phải đuổi việc người phụ trách sẽ làm chịu cơn giận của Frank. Lần này thì xem như nổi tiếng trong ngành rồi. Không phải do cậu, không có lửa làm sao có khói. Chắc chắn là có vấn đề thi công rồi. Thịnh Dương, Thịnh Dương, sếp gọi cậu. Nào Thịnh Dương, ngồi đi. Thịnh Dương à, ban nãy sếp đã nói rõ với tôi thái độ của khách hàng. Giờ họ đã biết danh sách tất cả người tham dự dự án này rồi. Chị Lưu, Tiểu Triệu, Tống Thần, cậu và cả Phan Du. Vì chuyện lần này quá nghiêm trọng, nội bộ công ty không muốn ai bị liên lụy cả. Nhưng thái độ khách hàng rất cương quyết. Nếu chúng ta không đưa ra lời giải thích thì họ sẽ không để yên đâu. Thịnh Dương à, nhiều năm qua khả năng làm việc và cách làm người của cậu tôi thấy hết. Nhưng lần này không ai có thể bảo vệ cậu được nữa. Sau này công ty còn phải chi trả phí bồi thường rất cao. Cho dù dùng hết tiền thưởng và các khoản khác của cậu để bù vào thì cũng không muối bỏ biển được. Thế nên mong cậu có thể hiểu cho hình phạt sắp tới đây. Thịnh Dương à, là người phụ trách dự án, cậu phải chịu trách nhiệm chính. Ngoài việc cấu trừ lương và tiền thưởng tháng này, cậu sẽ bị xử phạt, đuổi việc. Những người khác thì thông báo phê bình, ghi lỗi, cấu trừ lương và tiền thưởng của tháng này. Đồng thời, Tống Thần và Phan Du phụ trách giám sát thi công hậu kỳ cũng bị xử lý, đuổi việc luôn. Tôi không có ý kiến về quyết định của công ty. Sự cố lần này tôi là người phụ trách, tôi phải chịu trách nhiệm chính. Việc thiết kế ở giai đoạn trước và thi công ở giai đoạn sau đều là tôi tham gia cả. Hơn nữa mọi người cũng làm việc cùng nhau với sự lãnh đạo của tôi. Vì thế xảy ra chuyện không thể trách họ được. Cậu muốn gánh chịu toàn bộ trách nhiệm sao? Giống như dự án của chị Lưu và Tiểu Triệu đã rất nhiều, thế nên lần này rất ít khi theo dõi sân khấu. Tống Thần cũng có dự án riêng của mình cần phải hoàn thành, số lần hiện trường cũng không nhiều.
Còn về Phan Nhu, cô ấy càng chẳng biết gì cả. Và cơ bản là tôi sai cô ấy làm gì thì cô ấy làm nấy thôi. Sếp à, tôi nói với anh những chuyện này là chỉ muốn phản ánh tình hình thực tế với anh. Tôi khẩn thiết xin công ty đừng vì cá nhân tôi mà xử phạt cả tổ. Huống hồ mọi người còn đang theo các dự án khác đuổi việc một lúc ba người, nhất định sẽ ảnh hưởng đến việc vận hành bình thường của công ty. Nếu khách hàng nhất định muốn có một câu trả lời, tôi là người phụ trách, cứ đuổi việc tôi đi. Đây là thỉnh cầu duy nhất của tôi đó. Tôi mong cậu sẽ phấn chấn lên. Nó chỉ là một thất bại nhỏ thôi. Anh ấy sẽ không bị đuổi việc thật đấy chứ? Không biết. Chuyện này thực sự không xoa dịu được sao? Thịnh Dương à, tôi đi nhé, khỏe mạnh nhé, bình tĩnh chút đi.
Sếp à, cậu đi rồi mình tôi ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đi xin cho tôi à? Không thì gì? Cậu ngốc đấy à? Tôi là người phụ trách chính của dự án này. Công ty đuổi việc tôi là hợp tình hợp lý. Cậu không biết tôi đã xin họ bao lâu họ mới đồng ý. Với tôi là chỉ đuổi việc một mình tôi. Cậu nói với họ còn chưa điều tra rõ ràng nguyên nhân sự cố đã tùy tiện đuổi việc người ta. Có phải ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì không? Lát hai ta đi ăn xiên nướng đi. Còn ăn xiên nướng nữa? Vậy tình thế công ăn việc làm, hai chúng ta thế nào cũng phải giữ mình một chút. Tôi quả thực không thể nhìn cậu chịu khổ một mình. Tôi để tạm thùng đồ đạc này ở nhà cậu nhé. Cho tôi tìm được việc mới sẽ lấy sau. Được. Đúng rồi, đúng rồi. Nếu La Mỹ Quyên hỏi, cậu biết trả lời thế nào rồi chứ? Yên tâm, được. Cậu sao thế? Sao trạng thái tệ vậy? Chị tôi bị thương ở trường quay. Bảo với tôi là không sao, nhưng khả năng cao là có sao rồi. Tôi nghĩ có nên về thăm chị ấy không? Đã mấy giờ rồi chứ? Tàu điện ngầm đóng cửa rồi. Hơn nữa sáng mai còn tiết học mà. Trốn học thôi. Tôi gọi xe rồi. Hay là cậu cho tôi mượn xe máy đi. Gọi xe từ trường học tới đây phải mất hơn 200 tệ đấy. Cậu thi bằng lái rồi à? Kỹ năng của tôi tốt mà, cần gì thi bằng lái? Tôi thi bằng lái phải mất hơn 1.000 tệ. Cậu cho tôi số tiền đó chắc. Không cho mượn thì thôi, tôi đi mượn người khác. Thay đồ đi. Cảm ơn đội trưởng Hách. Đội trưởng cậu thật là tốt. Cậu thật đúng là đội trưởng tốt nhất Trung Quốc rồi. Nói nhảm ít thôi. Ngồi cho chắc vào. Tôi biết rồi. Đúng vậy. Chắc là sẽ không ảnh hưởng đâu. Được rồi, thế nha. Ai đó? Trong nhà có người à? Có 7 người, 8 người gì đó. Vào chào hỏi đi. Đâu không sao rồi chứ? Không sao. Bộ thế này rồi đến đây làm gì? Em nhìn quần áo, chúng ta giống một cặp tình nhân quá đi thôi. Anh với ai mà chẳng là tình nhân? Cái cặp tàng anh để đây đâu rồi? Anh đi lấy đi từ lâu rồi còn gì. Anh còn chưa mở hộp. Phòng ốc dọn dẹp sạch sẽ quá nhỉ. Chẳng còn chút gì liên quan đến anh cả.
Nói chuyện nghiêm túc đi. Vốn dĩ anh định là gọi điện cho em thôi, nhưng đây là dự án của em còn gì, giờ phải nói trực tiếp với em. Anh từ chỗ xếp hàng gì? Đây. Là sao? Dự án này e là phải tạm dừng lại. Là tạm dừng hay là không làm nữa? Không thể nào làm được nữa. Người ta nói rồi, trừ khi chúng ta thay người khác, nếu không thì người đại diện không chịu quay tiếp nữa, còn lôi hợp đồng ra, chúng ta không còn cách nào khác. Không phải vậy, số tiền mà chúng ta đã bỏ ra từ trước thì sao? Người ta mặc kệ, hơn nữa sẽ không trả cho chúng ta thêm đồng nào nữa. Chúng ta phải trả trước tiền đặt cọc lúc đó nữa. Tiền đặt cọc mà cũng phải trả lại, dự ai giàu đâu chứ. Anh biết là em tức giận, anh cũng giận được. Nhưng mà em à, em vừa mới đỡ, đừng tức giận, được không? Chuyện này, anh nghĩ là anh muốn làm gì? Muốn từ bỏ tiền ra lắp vào chỗ hỏng này, đúng không? Sao em biết? Em hiểu anh mà. Nhưng chuyện này không thể như vậy được. Phải. Hiện trường xảy ra sự cố, em nên chịu trách nhiệm. Nhưng mà tại sao em phải trả tiền cọc lại cho anh ta? Trong hợp đồng đã viết rõ ràng, cho dù xảy ra tình huống gì thì cũng không trả tiền đặt cọc. Tôn trọng hợp đồng một chút đi. Hơn nữa sự cố này chỉ có một mình em bị thương thôi, đúng không vậy? Xảy ra chuyện, chúng ta phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Sau quảng cáo này thì được hòa giải công lao của bọn họ. Đẹp như mơ thế. Nếu như thế em quay trước đã. Bao giờ bọn họ hài lòng thì trả tiền cho em là được rồi chứ. Còn ký hợp đồng nữa làm chi? Sao em cứ căng thẳng chuyện như thế này? Em đâu có căng thẳng. Điều em nói mới có lý mà. Anh không cần nói với em nữa. Đừng đắc tội với ai. Đừng đắc tội chỗ này, đừng đắc tội chỗ kia. Mà còn tranh cãi ông sao? Sau này không ai dám hợp tác với chúng ta nữa, được không? Em xem. Chẳng phải em như vậy à? Nhưng em không làm được đâu. Lão Tiết, anh không cảm thấy là đang bắt nạt người khác sao? Liệu có phải là vì chúng ta ngấm ngầm chấp nhận sự thật này không, nên bọn họ mới làm quen dần với được nước lấn tới, dẫn đến mọi người tưởng rằng chính là như vậy đấy. Em đã làm bao nhiêu năm rồi, sao vẫn cứ như cô gái mới lớn thế? Chúng ta phải hiểu chuyện, đừng có so đo với người ta nữa. Đây là chuyện nhỏ sao? Chẳng phải anh định từ bỏ tiền ra bù lỗ sao? Trong ví anh có bao nhiêu tiền em còn không biết sao? Chẳng phải chính là một nửa số tiền tiết kiệm của em cho anh hay sao? Đầu tiên, em không muốn công ty gì em mà phải chịu bất cứ tổn thất nào trong công việc. Thứ hai, em không hy vọng anh và Lương Sơn Sang cách giác giúp em đâu. Đúng không? Chúng ta đều là người lớn, đừng cứ khúc mắc tiền bạc ở nữa. Tiền đặt cọc có ít thì cũng... Hay là thế này đi, em sẽ rút khỏi công ty. Em nói gì vậy? Chuyện này vì em mà ra. Giải quyết em rồi, giải quyết được nguồn gốc vấn đề là em rồi, thì chuyện này sẽ được giải quyết còn gì. Anh nói với sếp Hà là em đã nghiêm túc tự kiểm điểm rồi. Để bày tỏ sự xin lỗi, em sẽ rút khỏi dự án, cả công ty cũng rời đi. Đạo diễn đổi thành anh, khung cảnh đạo diễn, diễn viên đều có sẵn rồi. Bọn họ cũng không cần tìm người nữa, cũng không cần phải tốn khoản đó nữa. Như vậy thì hợp đồng này không cần phải hủy, dự án này cũng sẽ không cần dừng lại nữa. Em đi là xong rồi. Thế em định làm gì? Sao anh lại cảm thấy em đang lấy chuyện này làm cái cớ để rời khỏi công ty, rời khỏi anh chứ? Bây giờ chuyện này chưa nghiêm trọng đến mức em bắt buộc phải rời khỏi công ty, đúng không? Hơn nữa, anh là một người đàn ông, cuối cùng anh đẩy hết toàn bộ trách nhiệm sang cho vợ cũ của anh chịu. Vậy sau này anh làm việc thế nào trong giới này đây? Không phải anh đẩy cho em, bây giờ em đang tự chủ động từ chức công việc. Em thôi đi. Người biết thì sẽ biết là em chịu thiệt để xử lý êm xuôi chuyện này. Người không biết thì lại nghĩ là em là kẻ đầu sỏ, em biết không? Nếu như em gánh tội này, sau này làm việc thế nào? Em lăn lộn trong giới này kiểu gì? Vậy anh nói xem làm thế nào? Tóm lại là không thể làm theo cách của em được. Em không thể đi được. Không đỡ xa em chứ gì? Cậu phải đầu óc em sao vậy chứ? Chẳng phải đã chụp CT rồi, không vấn đề gì sao? Em rời khỏi công ty thì đã sao chứ?
cũng chẳng sao cả, đúng không? Dù sao thì vợ chồng cũ cùng mở công ty nghe có vẻ hơi không thích hợp cho lắm đâu. Chuyện này cứ làm theo như anh nói, số tiền này coi như anh cho công ty mượn, rồi sau này công ty có tiền trả thêm cho anh là được. Em đó, mệt cả ngày rồi, lo nghỉ ngơi đi. Anh về trước đây, em nghỉ ngơi đi. Tiểu Sương, em đến đúng lúc lắm, phải trông chừng chị em một chút. Chị em không được bình tĩnh lắm đâu. Đến đây. Đến đêm hôm thế này sao lại đến đây vậy? Em lại gây quả gì à? Bị thương chỗ nào? Chị và Tiết Dịch Minh lần lượt vào viện, đi hôn không may mắn lắm cho chị nhỉ? Em im miệng đi. Em lại bắt Hách Tuấn Kiệt đưa em về. Chị nói cho em biết, rồi cậu của cậu ấy lại đến tìm chị cho mà coi. Trong chị cũng không có gì nghiêm trọng cả. Yên tâm đi, không cần lo cho chị. Chị có chết thì tài sản cũng không thuộc về em được đâu. Không phải. Chị đừng giả vờ nữa. Có cần em chăm sóc chị vài ngày không? Muộn thế này rồi mà em chạy đến đây đùa với chị à? Hay chúng ta ai chăm ai đây nhỉ? Nếu em không muốn đi học đến thế thì em thôi học đi, đừng đi học nữa. Thế em đi đây, mau về trường đi. Trong đầu óc kìa, sáng ngủ dậy phải mất bao nhiêu thời gian để làm tóc? Đã đi đâu rồi? Còn chưa tới nữa à? Chị ấy không sao. Tiểu Lâm à? À, lượng công việc còn lại quay 2 ngày nữa là xong hết, đúng không? Cô xác nhận giúp chị. Cô gọi điện cho mẹ của Lạc Lạc hỏi thăm cô bé một chút. Chắc chắn là cô bé không bị thương. Cô hỏi xem cô bé có sợ không. Đừng làm gì khung cảnh nha. Phải giữ lại tất cả khung cảnh, để chị nghĩ xem phải bổ sung thế nào. Hai chị em cậu trông có vẻ không giống với chị em những nhà khác cho lắm nhỉ? Thực ra chị tôi rất vất vả, vừa tốt nghiệp đại học đã phải làm ở đoàn phim, nặng nhọc vất vả gì cũng làm, suốt ngày bị người ta bắt nạt, Tết cũng không được về nhà. Chị ấy kết hôn cũng không làm đám cưới, cũng không sinh con, cũng không có quan niệm gia đình gì hết. Hồi nhỏ chị tôi luôn nói với tôi là trên đời này không thể dựa vào ai, chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Không làm hại người khác, không cản trở bản thân. Đây là lời răn dạy của chị nhà tôi đấy. Nhưng cậu không cảm thấy như vậy sẽ rất cô đơn à?
ai mà không cô đơn. Quan hệ có tốt đến đâu thì đến một lúc nào đó cũng sẽ xa nhau thôi. Ví dụ như cậu, chẳng phải cậu cũng sắp ra nước ngoài rồi sao? Nhưng mà kể ra quen được cậu tôi cũng rất vui. Đội trưởng Hách, cậu đi rồi, không kéo mọi người lại nhớ cậu đấy. À, còn có một chuyện tôi nghĩ nói lúc này có lẽ không thích hợp cho lắm. Nói đi. Cậu, sau khi cậu đi, có thể cho tôi xe máy của cậu không? Dương Dương về rồi à? Bố mẹ, mau rửa tay ăn cơm. Anh Dương giỏi nhỉ, đúng giờ ăn cơm lại về đấy. Hôm nay không tăng ca. Nào nào, mau lên, mẹ con làm món móng giò hầm đậu tương. Mau lên nào. Nhìn có vẻ hơi mệt, bà đi làm cũng mệt mà. Nào nào nào, uống với bố một chút đi. Dương Dương mệt hả con? Hoạt động của các con hôm nay là kết thúc rồi, đúng không? Kết thúc rồi ạ. Kết thúc rồi là tốt. Hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe, ngủ một giấc đi. Muốn ăn gì nói mẹ, mai mẹ nấu cho con ăn. Mẹ, móng giò thơm quá. Con chưa ăn miếng nào đã khen rồi. Ăn nhiều vào, trong nồi vẫn còn. Bố lấy thì cho. Cảm ơn mẹ, bố ăn đậu tương đi. Dùng cái này, được rồi, mau ăn đi.
Có phải mấy cậu đừng bán đứng tôi chứ? Anh hai à, ở đó đó. Cậu mà bị mù à, làm gì vậy? Cậu đợi chút tôi nghe điện thoại. Alo cô ạ. Alo Tiểu Đống à, cháu có bận không? Cô không phiền cháu chứ? Không phiền đâu ạ. Cháu nói cô nghe, cháu vừa nghe giọng cô đã thấy rất thân thiết rồi. Sao vậy cô, có chuyện gì thế ạ? Là thế này, vừa nãy cô gửi tin nhắn cho Dương Dương, nó chưa trả lời cô. Cô muốn hỏi cháu là nó đang ở công ty làm việc hay không thôi. Không trả lời cô ạ? Vâng, đúng là cậu ấy đang tăng ca ở công ty ạ. Cậu ấy đang họp với đồng nghiệp. Để cháu gọi cậu ấy giúp cho cô nhé. Không cần, không cần. Không cần phiền đó đâu. Không cần đâu. Không cần làm phiền đâu cô. Cháu nói cô nghe, trong lòng cậu ấy, cô chắc chắn là người quan trọng nhất. Cô đợi chút, cháu đi gọi cậu ấy đi. Dương Dương, Thịnh Dương. Cô ơi, bây giờ cậu ấy hơi bận một chút. Thế này đi, cậu ấy làm xong việc, cháu sẽ bảo cậu ấy gọi điện cho cô ngay, được không hả? Không cần đâu, không cần đâu. Cứ để nó làm việc đi, cứ để nó làm việc đi. Thật ra các cháu cũng vất vả quá. Ta ca suốt ngày cũng chẳng dễ dàng gì. Bao giờ thì các cháu được nghỉ vậy? Chắc là làm xong mấy dự án hiện tại sẽ được nghỉ ạ. Vậy thì tốt quá rồi. Cô ơi, cháu kể cô này Dương Dương làm việc thật sự là vô cùng tốt. Sếp của bọn cháu hoàn toàn rất là tin tưởng và hay khen cậu ấy. Thật đấy à? Hơn nữa còn bảo là chỉ cần làm xong mấy dự án này sẽ cho cậu ấy nghỉ phép một thời gian, cho cậu ấy nghỉ ngơi. Vậy nên cô yên tâm, cậu ấy không mệt mệt tiếng nào đâu. Được rồi, cô hiểu rồi. Tiểu Tống à, khi nào rảnh đến nhà cô chơi nha. Đến nhà cô chơi, cô nấu món ngon cho cháu ăn. Dành cô, khi nào rảnh cháu sẽ đến chơi. Được rồi, thế nha. Tạm biệt cô. Được rồi, chơi tiếp đi. Tiêu đời rồi. Con trai ông thất nghiệp rồi. Dương Dương đi làm à? Chào, chào. Chị à? Chị ốm à? Thế này mà cũng có thể nhận ra tôi à? Tôi không nhận ra, nhận nhầm rồi, nhận nhầm rồi. Xin chào, xin chào. Cho tôi hỏi, công ty thiết kế quảng cáo Hồng Trần ở tầng mấy thế? Đi thang máy bên này lên tầng 2 rẽ phải. Tôi muốn hỏi thêm một chút, ở tòa nhà này còn công ty quảng cáo nào khác không? Chờ một lát tôi xem giúp anh.
Không tồi, rất tốt. Nhưng mà tôi có một thắc mắc nho nhỏ. Nguyên nhân cậu nghỉ việc ở công ty trước là gì vậy? Chuyện này, phim được thuyết minh bởi Chiêu Hay Chấm Im đều bằng tổng qua hai số phía trước. Cách sắp xếp này cũng rất hay, gặp ngoài tự nhiên, thế nên rất nhiều người cho rằng những thiết kế dựa theo dãy số Fibonacci có mỹ cảm hơn. Tỷ lệ thiết kế tổng thể còn có thể áp dụng vào việc sắp xếp khoảng cách giữa các ký tự. Quá ra là thế. Khách hàng nói rõ lâu mà tôi cũng không hiểu. Trước đây tôi cũng không biết, sau này có người dạy tôi mới biết. Tổ trưởng dạy chị à? Không phải, là một đồng nghiệp ngồi ở đây. Phải rồi, cho cô quyển sách này. Đây là người trước đây tặng cho tôi, hy vọng có thể giúp được cô. Tôi đi làm việc trước đây. Alo. Nhớ anh rồi à? Anh bị điên à? Tôi muốn hỏi thăm dạo này Thịnh Dương thế nào rồi. Chẳng thấy gì cả. Nói nửa ngày không phải quan tâm tôi à? Ai thèm quan tâm đến anh? Vậy sao cô gọi điện thoại cho cô? Cô phải gọi Thịnh Dương chứ. Chẳng phải sợ làm phiền người ta. Chắc chắn không làm gì. Suốt ngày chơi game với anh thì không phiền. Cô lắp đặt camera ở nhà tôi hay sao thế? Ai suốt ngày chơi game chứ? Tôi cũng cố gắng tìm việc đấy. Được không? Công ty còn hai anh ở đây tôi chán quá. Tôi thấy tổ trưởng này giao ít việc cho cô rồi nên cô mới nhàn thế. Hay là tôi gọi cho tổ trưởng, bảo tổ trưởng là nhân viên họ Phan nào đó lợi dụng thời gian làm việc gọi điện, nghịch điện thoại nha. Tôi nói nhớ hai anh mà. Phải rồi, cô bảo hai chúng tôi đi hơi bất ngờ. Ba chúng ta cũng không chụp ảnh chung. Vậy hôm nào chúng ta ăn bữa cơm đi, tôi mời. Nói gì thế hả? Còn cô mời. Tôi nghe nói giờ tôi tìm được việc làm, mời cô ăn tiệc 3 ngày luôn. Được. Nói rồi đấy nhé. Nói lời giữ lấy lời. Được rồi. Bố mẹ con về rồi. Dương Dương về rồi à? Mau rửa tay ăn cơm đi. Vất vả rồi, vất vả rồi. Nào, mau mau. Nào, không vội, chỉ đợi con thôi. Nào, ăn cơm thôi. Bà La, hôm nay là ngày vui gì thế? Nấu nhiều món thế này vậy? Hôm nay siêu thị khuyến mãi, phát cho mỗi nhân viên một thẻ cộng điểm. Không tiêu thì lãng phí quá. Mẹ còn mua rất nhiều hoa quả. Ngày mai con đi làm mang đến công ty ăn. Dân, ăn cơm đi. Ăn đi, bố đi múc canh cho con. Ăn thử miếng sườn của mẹ làm nào. Ngon không con? Ngon vô cùng. Sườn mẹ làm ngon hơn cả cửa hàng. Chuyện đó phải nói hay sao? Hay là ngày mai đi làm, còn con mang một ít đến công ty, vẫn tốt hơn gọi đồ ăn ngoài. Phải, bố mẹ cũng không ăn hết đâu, không nên lãng phí. Không sao, con mang. Mẹ làm cho con. Ăn thử canh gà đi. Tươi thật đấy. Mẹ, sao mẹ không ăn thế? Mẹ ăn mà. Ấn vào quyệt này sẽ giúp an thần. Ba quyệt gì à? Buổi tối bảo mẹ con ấn cho bố. Con cũng học đi. Con tự ấn cho mình à? Có thể ngủ ngon hơn. Dần dần con cũng học. Nghỉ ngơi thoải mái rất quan trọng. Mẹ, sừng này
thật sự rất ngon. Nào ăn nhiều vào. Cảm ơn mẹ. Mẹ cũng ăn đi, hôm nay mẹ làm sao thế? Mau mau mau, mẹ ăn. Mẹ ăn mà. Tiểu Băng, lại đây, chị. Nào ngồi đi, ngồi đi. Ngồi đi. Tôi đã gọi hai cốc cà phê. Tôi đi lấy nhé. Không cần đâu, bảo họ đưa đến là được rồi, chị à. Nào, cốc này là của cô. Nào ngồi đi, ngồi đi. Ngồi đi nào. Chị khách sáo quá. Tôi cũng không muốn khách sáo. Thực ra tôi tính thử rồi. Chúng ta chỉ gặp nhau hai lần, cũng là không thân lắm. Tôi gọi điện thoại bảo cô ra ngoài cũng thấy hơi ngại. Thế nhưng mà ngoài cô ra, tôi cũng không quen bất cứ ai làm ngành của các cô nữa. Tôi hiểu mà. Chị có cần gì, cứ việc nói ra, trong phạm vi khả năng của tôi sẽ cố hết sức. Vậy tôi nói nhé. Dạo này Thịnh Dương vẫn luôn tìm chị. Đứa bé này da mặt mỏng. Chuyện thất nghiệp nó chưa nói với cô, phải không? Chưa ạ. Chuyện lúc nào thế ạ? Tôi không biết. Tôi cũng không dám hỏi. Đến rồi à? Cậu thích ăn món này từ khi nào thế? Cậu muốn ăn thì cậu tự gọi nhé. Chủ quán cho tôi một phần gián đậu, thêm một phần lòng, thêm một quả trứng tráng, thêm tê, thêm cay không? Hay thì giấm phải không? Được. Được rồi. Chủ quán quen cậu à? Trước đây chưa từng nghe cậu nói đến chỗ này đó. Chủ quán cho tôi một phần giống cậu ấy. Phần của tôi đừng cho giấm. Được rồi. Chờ một lát nhé. Vâng. Chàng trai, sao hôm nay bạn gái cậu không đến cùng thế? Bạn gái à? Dạo này chị ấy kiêng, không thể ăn cay. Chị bánh nướng thích món này à? Được rồi, cậu tìm việc thế nào rồi? Có thể thế nào? Lần nào nhân sự cũng mang việc điều tra bối cảnh ra. Chắc là lão Dương đã nói xấu sau lưng tôi. Có phải cậu cũng vậy không? Tôi nói cậu nghe chuyện này nhé. Tôi nghĩ mẹ tôi biết chuyện tôi thất nghiệp rồi. Làm sao biết được? Làm sao tôi biết bà ấy biết được? Tôi bảo là làm sao cậu biết bà ấy biết? Có phải bà ấy gọi điện thoại cho cậu không? Đúng là có một cuộc điện thoại đó. Cậu lỡ miệng rồi á? Không thể nào. Cuộc gọi đó có thể nói là không có một chút sơ hở, không chê vào đâu được. Thôi mặc kệ bà ấy, làm sao biết đi. Tôi chỉ cảm thấy dạo này bà ấy rất kỳ lạ. Bữa nào cũng nấu thêm món cho tôi, còn nhét táo vào túi tôi. Hơn nữa thái độ nói chuyện dịu dàng hơn trước gấp nghìn lần. Kỳ lạ lắm. Vậy bây giờ hai người thay nhau diễn kịch cho đối phương à? Tôi định sau khi tìm được việc mới nói cho bà ấy. Không sao, chẳng bao lâu sau sẽ tìm được thôi. Cậu yên tâm đi. Thằng bé này từ nhỏ đến lớn đã vậy. Chỉ báo tin vui, không báo tin buồn. Chuyện gì cũng để trong lòng, cũng không nói với bố nó hoặc tôi. Tôi vốn định nhắm một mắt nhắm một mắt mở. Vì con chịu chút trắc trở cũng là chuyện thường. Nhưng giờ đã gần 2 tuần rồi. Nó suốt ngày giả giờ đi làm, rồi cũng không dám về nhà. Ở bên ngoài dầm mưa dãi nắng, đã gầy đi rất nhiều. Trong lòng tôi rất khó chịu. Nhất định là cậu ấy sợ chị và chồng chị lo thôi. Tôi gọi cô ra ngoài thật ra không muốn đi cửa sau. Tôi gọi cô. Tôi gọi cô ra ngoài thật ra là muốn đi cửa sau. Chị thật là
Hài hước quá đi. Chị cứ nói thẳng đi. Tôi nghĩ thế này, cô tự mở công ty nhất định quen rất nhiều người. Cô đi hỏi mấy người bạn kia giúp tôi đi, xem có ai muốn. Nếu muốn tìm thì để Thịnh Dương đi phỏng vấn. Chị đi gặp mặt thử một chút cũng không sao, phải không nào? Phải. À, đây là sở yếu lý lịch của nó, cô xem thử đi. Tuy Thịnh Dương là con trai tôi là mẹ nó, nhưng năng lực làm việc của nó thế nào, làm việc có đáng tin cậy không thì tôi thực sự không biết. Tôi muốn làm phiền cô, để nó đi thử, đi phỏng vấn, hoặc cứ để nó làm việc mấy ngày. Nếu năng lực của nó không ổn, cứ trực tiếp đuổi đi. Năng lực của nó có ổn hay không thì cô xem. Tôi hiểu ý chị rồi, tôi sẽ nhận hồ sơ của Thịnh Dương. Thật ra tôi từng làm việc chung với Thịnh Dương, năng lực làm việc của cậu ấy rất tốt, nên chị không cần phải lo. Giờ hai công ty chúng tôi đang tuyển nhân sự, tôi sẽ có một bài kiểm tra gắt gao cho cậu ấy. Nếu thấy ngược lại giống cung cấp nhân tài cho công ty chúng tôi thì hơn đó chứ. Thật sao? Tốt quá rồi. Thật sự tốt quá rồi. Chuyện này làm phiền cô rồi. Cậu Việt, nếu không phải bất đắc dĩ, tôi sẽ không gọi cô ra ngoài. Chị xem tìm tôi có phải là đúng người rồi hay không? Hay là thế này đi, mấy hôm nữa chúng ta cùng ăn bữa cơm, tôi mời. Chỉ cô và tôi, đừng nhắc đến công việc của Thịnh Dương. Được. Thật ra tôi thấy, tôi rất thích cô. Tôi thấy hai chúng ta rất hợp nhau. Hai chúng ta có thể trở thành kiểu chị em, giống như những người chị em trẻ tuổi. Họ có thể cùng nhau xem phim, sau đó đi bar, rồi đi spa. Chúng ta cũng có thể, phải không? Tất nhiên rồi. Nếu cô không chê tôi lớn tuổi. Không đâu ạ. Được ạ. Dạo này cậu và chị bánh nướng thế nào rồi? Nhắn cho chị ấy mấy tin, chị ấy bảo không sao. Sau đó chị hỏi thăm đơn giản thôi. Cậu nghĩ thế nào vậy? Cơ hội tốt như thế, chăm chỉ nói chuyện với chị ấy để gia tăng tình cảm đi chứ. Cậu đúng là quá sĩ diện. Thật là chị ấy mới từ chối cậu một lần mà cậu đã tổn thương lòng tự trọng, cách xa người ta rồi. Tôi nói cậu nghe, phụ nữ ấy mà, cậu phải không ngừng đối tốt với cô ấy, không ngừng cảm hóa cô ấy. Chẳng phải cô ấy là một tảng băng sao? Bây giờ cô ấy là một tảng băng yếu ớt, cậu là mặt trời mà. Cậu phải đi sưởi ấm cô ấy, làm cho cô ấy tan chảy, phải không nào? Cậu trở thành chuyên gia tình yêu từ khi nào thế? Tôi vẫn luôn là như vậy, được không? Cậu chưa nghe câu nói đó sao? Đàn ông phải thành gia rồi mới lập nghiệp. Bây giờ công việc cậu không được như ý, có nghĩa là gì? Nghĩa là tình trường của cậu đến lúc đắc ý rồi. Tôi nói cậu nghe, cậu đừng đợi đến lúc tôi về quê rồi mà hai người còn chưa nắm được tay nhau đó, vậy tôi sẽ rất không yên tâm. Thế là thế nào? Cậu định về quê à? Có chuyện gì thế? Chẳng phải bố tôi biết tôi mất việc rồi sao? Thế là chuyển cho tôi một khoản tiền không nhiều, chỉ 30.000 tệ. Nghĩ thế nào vậy? Sau khi tiền đến tay, tôi đã trả thẻ tín dụng, check later, buy the out, còn lại 10.000 tệ, tiền thuê nhà 4.000 tệ. Tính cả ăn uống còn có thể cố được nửa tháng. Nhưng có câu nói rất hay, con người bị dồn vào đường cùng mới dùng chạy. Này gọi là liều mới ăn nhiều đó. Thế nên tiền này không phải để dành, mà là để đầu tư sinh lời. Nói tiếng người đi, anh hai, rốt cuộc muốn làm gì? Tối nay tôi đã tìm được một chỗ, hẹn một vài khách hàng trước đây quan hệ không tồi. Cậu xem, mọi người uống rượu, hát hò gia tăng tình cảm. Mấy người này rất có bối cảnh. Tôi nghĩ dựa vào chầu rượu này, chẳng phải lo xong công việc của chúng ta rồi sao? Cậu tính mà xem, một chầu rượu 5.000 tệ giúp người ta sắp xếp một công ty đó, tiêu đáng giá không? Có lời không? Tôi nói cậu nghe, cậu có biết bây giờ cậu phải làm gì không? Chuyện này
Mặc dù bây giờ tôi không giàu lắm, nhưng hai bát bún thì vẫn mời được đó. Tống thần, nói chuyện với cậu đấy. Chỉ vì cậu mời người ta chầu rượu mà người ta đã giới thiệu cho cậu công việc. Tôi nói cậu nghe, khách hàng là khách hàng. Họ để mặt cậu không phải vì con người cậu, mà là vì trước đây đằng sau cậu là công ty đó. Đằng sau khách hàng là công ty. Công ty tuyển người dựa vào năng lực và kinh nghiệm. Nếu cậu đủ xuất sắc, cậu không cần mời người ta uống rượu, từ họ cũng sẽ đến tìm cậu. Bạn bè chẳng phải đều cần làm quen sao? Bạn bè sao? Anh hai, cậu tỉnh táo lại, được không? Dựa vào họ có thể coi cậu là bạn bè sao? Vậy bây giờ tôi có thể làm gì? Chẳng phải là không tìm được việc sao? Tôi cũng không thể suốt ngày ở nhà chơi game, ăn mì tôm chứ. Chẳng phải tôi cũng muốn có chút thay đổi sao? Tôi chỉ muốn cược một ván tối nay thôi, hoặc là tôi và mấy người đó trở thành bạn, hoặc là tôi về quê. Cậu chỉ cần nói cậu có đi không thôi. Tống thần, nghe lời tôi có được không? Đừng đi nữa, tìm một lý do quỷ đi. Người chỗ đã đặt rồi, không quỷ được. Cậu không đến thì thôi. Đào, mời anh một chén. Nào, cùng uống đi. Được, được, được. Nào, chúng ta cùng uống nha. Nào. Lát nữa cô có cần gì thì cứ nói với tôi. Được. Cậu đi đến đây uống rượu hay là để làm gì thế? Cậu tự đi mà uống, uống ít thôi. Uống ít thôi, vừa phải thôi. Được, được. Anh đẹp trai, uống chung nha. Anh đi chơi mà, uống ít rượu, mọi người đều vui vẻ. Tôi uống nước là được rồi. Uống nước chán lắm, uống một ít đi. Tôi bị dị ứng cồn. Nhân viên, thêm ít rượu đi. Dân, thưa anh. Nghịch điện thoại chán lắm. Nào, 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 cùng uống, cùng uống. Bạn gái của anh à? Giảng băng. Để tôi đoán đúng rồi không? Trả tôi đi. Tôi gọi điện thoại, trả tôi đi. Tôi... Ừ không. Cô đi đâu vậy hả? Điện thoại. Làm gì vậy? Cô làm gì vậy hả? Tôi phải nghe điện thoại, đưa cho tôi. Tôi chỉ muốn để anh vui vẻ hơn thôi. Để tôi yên tĩnh. Alo. Cậu đang làm gì vậy? Tôi đang ở ngoài. Sao vậy? Chị tìm tôi có việc gì à? Vậy cậu có tiện nói chuyện không? Tiện tiện, chị nói đi. Chị nói đi, sao vậy? Không có gì, nếu cậu không tiện thì ngày mai nói cũng được. Tôi tiện, tiện. Anh đẹp trai, tôi lạnh quá. Anh cho tôi mượn áo khoác một chút. Chị đợi một lát. Cô làm gì vậy hả? Tôi đang nói chuyện điện thoại đó. Anh chẳng ca lăng gì cả, có mỗi cái áo cũng không cho mượn. Chẳng thú gì gì cả. Alo. Ban nãy là người uống say quá. Tôi không quen cô ấy, chị đừng nghĩ nhiều. Tôi... Thật ra thì là tôi nghe nói cậu đang tìm việc mới. Sao chị biết? Cái này không quan trọng. Công ty chúng tôi đang tuyển dụng đấy. Không cần. Ý tôi là tôi có thể tự tìm việc, không cần chị giúp. Cảm ơn chị. Chắc chứ? Công ty chúng tôi muốn tuyển cậu thật đấy. Cậu có chắc là không đến phỏng vấn thử không? Chắc. Rất, rất chắc. Thôi được rồi, nếu cậu có cần gì. Anh đẹp trai chưa gọi xong nữa à? Tôi chết cống rồi đây này.
Cậu cứ chơi vui vẻ trước đi. Alo. Alo, alo. Cô không thấy tôi đang nói chuyện điện thoại à? Rốt cuộc là cô muốn làm gì vậy? Anh gắt như vậy làm gì? Tôi chỉ sợ lát nữa anh lạc đường, không tìm được phòng thôi. Nào nào, nào. Đến rồi, từ từ thôi. Đào ngồi xuống đi. Lấy xô giúp tôi đi. Đây, đây, đây. Khó chịu quá, được rồi, nôn được là ổn rồi. Đây, lau đi. Uống miếng nước đi. Tôi nói cậu nghe, chắc chắn tôi đã uống phải gì rồi. Đỡ hơn chưa? Dương Dương, xin lỗi. Hôm nay tôi không nên mời họ uống. Tôi chỉ muốn kiếm tiền thôi, đúng không? Sau này có thể dắt cậu đi ăn uống no say, sau này có thể bảo vệ cậu, đúng không? Được rồi, tôi biết rồi, cậu yên tâm. Đợi tôi tìm được việc thì sẽ đóng tiền thuê nhà cho cậu, tôi sẽ không để cậu lang thang ngoài.
Dương Dương, mẹ rửa sạch táo với lê cho con rồi. Con có thể ăn luôn, trước khi ăn cũng có thể xả nước lại. Mẹ có làm bò sốt cà chua cho con, cả trứng xào ớt nữa. Mẹ, sau này đừng chuẩn bị mấy thứ này cho con nữa. Không chuẩn bị thì con ăn cái gì chứ? Con thất nghiệp rồi. Con thất nghiệp à? Bao giờ vậy? Được rồi đó bà La, mẹ đã biết mà còn diễn kịch cái gì? Diễn lố rồi đó. Ngồi đi. Sao mẹ biết được? Chuyện gì vậy? Vậy thì con sẽ nói cho mẹ biết, để mẹ khỏi suy nghĩ lung tung. Dự án lúc trước con phụ trách xảy ra tai nạn sân khấu, vẫn đang điều tra lý do cụ thể. Con cũng luôn truy hỏi tình hình nhưng vẫn chưa có kết quả. Thế nên thời gian này có lẽ con không thể tìm được công việc mới. Vì nhìn ngoài mặt là tai nạn lần này xảy ra do thiết kế của con có vấn đề. Nhưng mẹ yên tâm, con còn có một ít tiền tiết kiệm. Con cũng đang nhận một vài dự án lẻ, có lẽ vẫn đủ ăn. Tiền hàng tháng lúc trước con đưa cho mẹ, bây giờ con sẽ không đưa thiếu đồng nào. Mẹ không để ý chuyện này. Mẹ à, mẹ phải tin con. Lý do của tai nạn chắc chắn không phải do thiết kế của con. Sau khi sự thật được sáng tỏ thì chắc chắn con sẽ tìm được công việc tốt hơn. Chỉ là mẹ có thể đừng tìm Giảng Văn nữa không vậy? Mẹ chỉ cảm thấy xảy ra chuyện lớn như vậy mà con cũng không nói với người nhà một tiếng, suốt ngày cứ chịu đựng. Con suốt ngày ở ngoài kia tìm công việc, sau khi vậy con phải diễn kịch với bố mẹ. Trong lòng mẹ thấy không thoải mái. Con mới 26 tuổi đã phải chịu áp lực lớn như vậy. Nhưng mẹ và bố con chẳng giúp được gì cho con cả. Mẹ đừng như thế. Dương Dương à, mẹ cũng muốn cho con thứ tốt nhất, nhưng mẹ và bố con không có khả năng ấy. Đến cuối con vẫn phải tự dựa vào bản thân mình. Mẹ, hiện tại thanh niên thất nghiệp rồi lại tìm việc là chuyện rất bình thường mà. Là Mỹ Quyên, con hỏi mẹ này, mẹ có tin tưởng con trai mình không? Đương nhiên mẹ tin con. Từ nhỏ đến lớn con ngoan như vậy, chưa từng khiến mẹ phải lo lắng. Vậy là được rồi đúng không? Mẹ cũng đừng lo về chuyện lần này nữa. Mẹ cứ tin con, chắc chắn sẽ có thể giải quyết. Mẹ xem, từ nhỏ con đã cố gắng như vậy chỉ vì muốn mẹ và bố có thể nương tựa vào con. Không phải con luôn dựa dẫm vào bố mẹ. Dựa dẫm người khác cũng không phải là chuyện xấu. Con dựa dẫm vào bố mẹ, bố mẹ sẵn lòng. Mẹ lau đi, đừng có khóc nữa. Vậy nên mẹ mới lén đi gặp Giảng Văn. Mẹ không muốn con vất vả như vậy. Nếu cô ấy có thể giúp con chẳng phải rất tốt sao? Nhưng con không muốn làm phiền chị ấy. Mẹ cũng không muốn làm phiền cô ấy đâu. Mẹ chỉ cảm thấy cô ấy không giống với những người khác. Ấn tượng của cô ấy về con rất tốt. Cô ấy đồng ý giúp con. Mẹ, vì chị ấy không giống những người khác nên con mới không thể làm phiền chị ấy. Mỹ Quyên, ban nãy mẹ đồng ý với con, mẹ sẽ tin con, đúng không? Cho con thêm chút thời gian đi. Con có thể không dựa vào bất cứ ai mà vẫn tìm được một công việc tốt hơn, được chứ? Đã đồng ý với con mà còn khóc à? Không cho khóc nữa, khóc là không đẹp nữa đâu đó. Vốn đã không đẹp rồi, ai nói vốn đã không đẹp? Bố con nói. Để bố con xử cho. Mẹ đừng khóc nữa. Lão Tiết đến rồi, chúng ta cùng nói chuyện. Đến rồi.
Em khỏi hẳn rồi hay sao mà vội vàng mở cuộc họp thế? Khỏi rồi, vậy à? Sao thế? Em muốn bàn với hai người về việc dự án của sếp Hà phải làm sao? Cái gì mà làm sao? Nên bồi thường thì bồi thường, nên xin lỗi thì xin lỗi. Lão Tiết đã nói với mình về suy nghĩ của cậu, mình không đồng ý. Cái gì mà rút khỏi dự án, rút khỏi công ty chứ? Có phải lỗi của chúng ta đâu. Hôm đó mình bị thương đúng không? Đầu óc không được tỉnh táo lắm. Vậy là tốt. Thế giờ em nghĩ như thế nào? Em đã làm một bản thiết kế. Hai người xem trước đi. Chi phí quay về sau, khi em cần dùng, hai người cần để như chạy và không nên nhúng tay vào. Em sẽ bù hết. Người đại diện không đồng ý, em quay tiếp phải không? Em quay mấy đứa bé trước, ít ra nó sẽ là một đoạn phim thẩm phẩm hoàn chỉnh. Phong đền và đạo cụ vẫn để như vậy, vẫn dùng cái trước. Tư liệu quay vào hôm mưa đều dùng được, sau đó thì đổi hết sang cảnh mưa. Em chỉ nên thêm mua một vài tư liệu. Đây em thiết kế ý tưởng rồi. Tóm lại thì em cảm thấy em không muốn bỏ dự án này. Em cũng sẽ không trả tiền cậu. Em thấy cũng không cần lấy tiền của hai người để dàn xếp chuyện này. Nhưng em cảm thấy phim thành phẩm chắc chắn sẽ hay hơn kịch bản. Hơn nữa em nghĩ có lẽ khách hàng cũng sẽ thanh toán. Lỡ như người đại diện cũng thích thì kéo cả người đó vào luôn. Em nói xong chưa? Xong rồi. Em làm như vậy chẳng phải làm chuyện thừa thãi à? Anh tin hiệu quả quay được sẽ rất đẹp. Nhưng em là vậy cũng như là mất bò mới lo làm chuồng. Còn nửa hiệu ứng đặc biệt này, có phải cần bỏ tiền xài không? Số tiền dùng để làm hiệu ứng đặc biệt so với số tiền hai người phải bồi thường cũng chỉ là số nhỏ thôi mà. Như vậy em gọi là không cam lòng, đúng không? Em nói đi, làm theo kế hoạch của em. Chúng ta quay lại hết, đưa cho khách hàng xem. Đến lúc đó khách hàng vẫn không hài lòng thì chẳng phải em uổng công mà vẫn phải bồi thường cho người ta sao? Ít ra em đã cố gắng để bù đắp. Em làm vậy chẳng phải là đánh cược sao? Sao nào, anh nghĩ khả năng thắng của em không lớn đến vậy sao? Không không không, anh rất tin vào khả năng của em. Nhưng mọi rủi ro về sau đều do em gánh vác. Mình nghĩ ý tưởng này của cậu rất tốt, nhưng đừng dùng hết tiền tiết kiệm của cậu. Tiền tiết kiệm của bọn mình với tiền tiết kiệm của cậu chẳng phải cũng như nhau sao? Chúng ta cùng mở công ty, chẳng phải để cùng bù lỗ, cùng kiếm sống sao? Đúng, hơn nữa em liều mạng như vậy là không được. Nếu như đã cãi nhau thì chúng ta cũng đừng lằng nhằng nữa. Chắc chắn em phải nghiêm túc, cậu phải đặt cược. Vì thứ dùng để đặt cược là công ty của chúng ta. Em biết suy nghĩ của hai người rồi. Em sẽ không dùng tiền của công ty, cũng không dùng tiền của hai người. Nhưng người và thiết bị của công ty thì em vẫn sẽ dùng. Cảm ơn hai sếp. Em đi xem thử tư liệu hôm nay đây. Anh có thấy hôm nay cậu ấy có gì đó sai sai không? Đúng thế, hôm nay bị sao vậy? Có phải anh đã ra ngoài nói bậy bạ gì không? Anh nói gì chứ? Ánh sáng xong chưa? Điều chỉnh xong thì làm luôn nhé. Chỉnh cái đèn kia lên thêm một chút đi. Được rồi, cái này dịch vào trong. Được. Sao trường quay có nhiều người vậy? Mọi người đều đến giúp mà, không ai cần tiền hết. Mọi người vất vả rồi, xong việc tôi lì xì cho mọi người. Cảm ơn đạo diễn. Đạo diễn chắc chắn chúng tôi phải ủng hộ chị chứ. Đạo diễn đừng khách sáo, trả tiền là không thành vấn đề. Vậy tôi cảm ơn mọi người. Chuẩn bị cần xong rồi đấy. Để mọi người điều chỉnh lại, kiểm tra lần cuối đi. Trời sáng là chúng ta có thể quay. Được. Mọi người chuẩn bị nhé, sắp quay rồi. Áo mưa đến rồi, thay cho mọi người đi. Được. Nhắc nhở mọi người phải chú ý an toàn khi quay. Buộc xong rồi đó. Nào các bé mặc áo mưa vào nhé.
Lát nữa sẽ có mưa, nhất định phải chú ý an toàn đó, đừng chạy lung tung nghe chưa nào. Anh Nguyên, phải bảo vệ thiết bị khi bị mưa đấy, đã rõ. Thời gian gấp gáp, chúng ta cần phải hoàn thành nhiệm vụ nhanh. Anh nhanh lên, hôm nay họ gấp gáp lắm. Địa điểm bàn được trong 2 ngày, họ chỉ có nửa tiếng để ăn. Biết rồi. Cái của em có nặng không? Anh tránh xa em ra. Em cho anh biết lát nữa nói chuyện cẩn thận vào. Biết rồi. Xin chào mọi người, chị sang đến rồi. Hôm nay trời sáng quá. Mọi người vất vả rồi, tôi mang ít đồ ăn cho mọi người đây. Đạo diễn tiếc là phải tốn kém rồi, thêm ít đồ ăn nữa, đưa đây cho tôi. Tốn kém gì, mọi người vất vả rồi. Cảm ơn chị Sang. Nào, cảm ơn đạo diễn Tiết, cảm ơn chị Sang. Đừng, cảm ơn đạo diễn Giảng. Không cần cảm ơn tôi, đạo diễn Giảng quay ở đây mà. Mọi người vất vả rồi. Đạo diễn Giảng. Cảm ơn đạo diễn Giảng. Chị Sang và đạo diễn Tiết. Mau ăn đi, mau ăn đi. Ăn đi cho nóng. Không vất vả, sao hai người lại đến đây? Cậu bị thương tăng ca. Lần này lại cắt giảm dự toán nhiều như vậy, chi bằng mấy người đến giúp, chắc chắn bọn mình phải đến. Chị Sang ngồi đây nè. Đạo diễn Tiết, vất vả rồi. Không có gì. Nào, ăn món này đi. Đạo diễn, chị Sang, đạo diễn Tiết, mọi người nói chuyện đi, tôi qua kia trước đây. Được, bên kia có đồ ăn chúng ta mang đến đấy. Được, tranh thủ ăn xong đi. Tổ quay phim tranh thủ ăn nhanh đi nha. Sắp xong rồi. Lần này, nếu trong tổ quay chuyện thiếu nước, thiếu đồ ăn, thiếu ăn kia gì đó, thì cứ để mình lo, mình tự bỏ tiền túi. Đúng đó, em có cần gì giúp thì cứ gọi anh sẽ đến bất cứ lúc nào. Không, em yên tâm, anh sẽ không đi lung tung khi đến trường quay, chỉ giúp em một tay thôi. Nào, mình em đâu ăn hết nhiều như vậy. Ăn đi, ba chúng ta cùng ăn đi. Không cần, bọn mình ăn rồi. Anh ăn rồi. Mình không ăn với anh ấy, mình đi ăn với một vị khách. Anh gọi đồ ăn. Nào, à không, làm đi nhanh lên, bên kia có ô mà. Mau lấy bạc che. Sao thế Lão Nguyên, chuyện gì vậy? Lấy bạc che mưa, nhanh lên đi nào. Em qua đó xem thử. Mau đi lấy ô cho chị Sang đi. Được, tối ba chúng ta đi ăn chung nhé. Được. Sao vậy đạo diễn? Cái này hỏng rồi. Mau sửa đi. Mấy món này đều gọi xong rồi à? Nhiều món thế. Ngồi đi. Cái này anh ngồi đây. Anh ra ngoài đợi một lát. Em nói với Lương Sang Sang dài cung. À thì hai em nói chuyện đàng hoàng nhé. Đóng cửa lại đi. Định bao giờ mới nói với mình chuyện của hai người vậy?